lên thắng địa trước sau, mong sẽ chia cho quay ít và đi xe khách đang lắp ráp này nè. Họ bắt nó còn bao giờ anh em nào muốn lên bắt nó được đập cộng này dễ nè. Qua anh em nào muốn lên mâm xe chia, mâm rider, mâm winner, mâm sonic cho quay ít cũng qua tiền xe khách nè. Đó địa chỉ 462 đường 15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Mâm này nè. Gắn vô cái xe dưới đây. Gắn xong có công tôi mét đàng hoàng nha em. Mấy ông mét này kia đi. Anh em tới địa chỉ 462 đường 15 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10. Còn ở xa thì có thể liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng cho anh em. Số điện thoại Khánh 0389910535. Có bán lắp ráp cho anh em không hả? Đó, anh em có cặp mâm cứ đem tới tiệm Khánh lắp cho anh em luôn. Full linh kiện đầy đủ hả anh em? Quay ZX Full mà mày đợi. Tranh thủ tới sớm xong sớm nha anh em.